Các bạn ạ, chú chó Đồng Hải thì đã bẫy được mấy tổ ong, hiện giờ đã đang bắt vào rồi. Còn ở đây thì có một tổ nó đang bậu ở trên rừng này, nó mới về làm đây thôi. Bây giờ thì chó Xính đang leo trên cây để bắt, tắt nốt rồi xong thì còn rút quân về. Tổ này được độ 1 cân không? Có đấy. Đấy. Xính đang ngồi như con vượn ở trên ngọn cây nứa đây này, búi nứa. Khả năng có cái thối đấy. Rồi, yên tâm, không lo đâu. Đây là cái vực. Cái vực ở dưới này thì rất là sâu. Búi nứa tương đối là to. Đây nứa to nhá. Nứa này mà gần nhà mình chặt về thì để đạt cái thứ tốt quá nhỉ. Đấy, mọi người thấy không? Cháu Xính đang bắt nó trên kìa. Để mình zoom lại nhé. Đấy. Đang cho cái túi kìa. Tổ này như cháu bảo là sẽ khoảng độ 1 cân. 1 cân nào. Cân là cũng khá khá đấy chứ nhỉ. Ôi, cẩn thận nhá, cẩn thận. Vít nó dập cái ngọn nứa là chết giờ đấy. Cẩn thận nhá. Lấy được vào túi chưa? Vào được hết không? Vào mà. Đấy mọi người ạ. Nó xinh, rất là siêu nhân. Cũng may đây là cái có một số cây nứa nó đổ ngang. Thế là may đấy, lần này rất là may nhỉ. Quá may luôn, nói chung là bây giờ mùa này là mùa nó cũng mát mát rồi đúng không? Đây là cây nứa cháu dập xuống đấy chứ. Đây này. Dập đổ mấy cây nứa xuống để trèo ra đây, nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm đấy. Đấy, như một con vượn luôn. Ê, dẫm hai cây đi. Dẫm lên cả cây đi. À, hai cây vào. Con đu lên cây bên trên ấy. Rồi xong đưa chú đón cho. Mình nặng thì ra đây phát thì xuống ngay sập páp páp luôn. Được cả chúa chứ. Chắc là cái tổ này nó ở đâu về đây, nó mới về đây chứ đúng không? Đấy. Di cư. Đổ đây thì kiểu nó bây giờ tình huống. Thế à? Đấy, rất may quá. Thôi, bây giờ chú cháu mình nhỉ, đi về đã. Thì còn chuẩn bị rút quân về dưới nhà nữa cơ. Thôi các bạn ạ, hôm nay thì chú cháu mình lại tiếp tục cái cuộc hành trình để đi bắt ong. Thì hôm nay thì nói thật sự là ong này thì là những cái tổ ong mà chú cháu mình đi bẫy. Có bánh không Bương? Có ăn không? Có mà. Thời gian vừa rồi thì bẫy nên đúng cái đợt nó khô ấy thì cũng không có ong về. Bây giờ mới có ong nó về. Thế là hôm nay chú cháu mình mới đi bắt để thu về thôi. Ong này thì chỉ lấy được quân về để nuôi thôi mọi người ạ. Bây giờ đây là 4 tổ. Con tổ nhỏ đấy. Có bánh gì mà. Hiện giờ thì bà xã mình đang đi vào mua gói bánh với cho cháu. Rồi sẽ đi lên để tiếp tục làm nốt cái nhiệm vụ thả ong. Xính này lấy gì trong kia đấy? Lấy đường. Lấy gì đấy Xính? Kẹo. Kẹo gì? Bây giờ thì vợ chồng mình với cháu Xính đang hết sức khẩn trương để đưa mấy tổ ong về để còn thả cho nó kịp. Vì mấy tổ ong này đã bắt suốt từ sáng rồi. Để trong bao nó rất là nóng. Thời tiết này nhá. Thật là nó rất dễ bị tủa. Chú ơi, cháu Xính đi quá tốc độ rồi, nhanh quá, nguy hiểm quá.
Hôm nay thì mấy chú cháu mình đi từ xa đem ong về, mà vừa xong trời nó nắng to quá, phải chạy thật nhanh, nếu không thì sợ nóng quá ong nó chết mất. Đây này, ong nó vẫn còn bay đi theo xe thì bao nhiêu này. Ồ, hay thế nhỉ. À chứ hay là túi nào thùng nhỉ? Hay là túi nào thùng ra nhỉ? Đây xem nào. Ôi nó thùng nó bay ra mất rồi, phí của ong lắm. À nó theo cái que kìa. Đây, nó theo cái que này. Đây, 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 bẻ cái que đi. Đây. Ừ. Nó theo cái que này này. Theo nó ra vẫn một số. Đem đi xa nóng phải chạy nhanh đi về. Ô. Cái gì đấy? Cái gì? Hả? À? Ôi giời, không đừng. Đây nó thủng phải không? Cái que nó ấy là nó mới bay ra ấy. Đây này nó bay ra tương đối đấy. Nó nóng quá. Đấy mọi người ạ, hôm nay thì chú cháu mình rất là vội khẩn trương, coi như đưa ong về không thì sợ đi đường nó nóng. Bây giờ thì chú cháu mình bắt đầu đi vào con đường xa lộ. Đường rất khó nhưng mà vẫn cứ phải khẩn trương vì lý do là ong nó nóng quá. Nóng quá thì nó sẽ bị tùa mất. Cứ nghĩ là hôm nay nó mát nhưng mà không phải. Lúc ấy này trời lại nóng. Xính đi rất là nhanh. Đây mọi người ạ, à, chú cháu mình à, bây giờ đã đang đi lên trên con đường của Đồng Hải đây rồi. Bây giờ để công việc đưa ong về rất là khẩn trương, bởi vì thời tiết nó ở đây nó nóng và nhốt ong vậy. Nó rất dễ bị tủa. Hôm nay cho bà xã được đây, trải nghiệm được đi cùng đi bắt ong, thấy lý thú thế nào. Có được bắt đâu. Lần thứ hai lại được đi vào cái con đường này, nhưng mà lần này thì vô cùng khẩn trương, nhíu hết cả người lại. Đây là đi đang chiến dịch mà. Lần này cố gắng làm sao mà duy trì được đàn ong chứ không thể để cho nó bốc bay như lần trước nữa. Nếu mà Đồng Hải mà cứ ở đây ấy, thì chắc chắn là sẽ có cái kỹ thuật tốt hơn. Ở tất cả mọi người gọi điện đến để hướng dẫn. Mấy tổ ong này thì cũng là do cái cháu ở bên Thái Nguyên, cháu hướng dẫn đấy, hướng dẫn từ xa cách mồi ong đấy nên bắt được đơn giản như thế này.
rồi á hả? Thế mà rồi đi đâu thì đi. Làm cameraman nhắm mắt. Lúc quay thấy nguyên cái mặt đất này. Thế mà dám bảo hung hăng bảo hôm nay em bắt ong. Có bắt được con nào đâu cả nhà ơi. Đường này đi ngon lành rồi nhờ. Cháu Sính nó giỏi lắm. Đường nào Sính nó cũng đi. Không có đường nào là không đi. Thế mà trước phải vứt xe thế này đấy. Vứt xe bên dưới chân thế này đoạn này. Đấy, xong đi bộ lên. Ồ, cái cây này gãy ra đường này. Đấy, hiện giờ thì chú cháu mình đã lại đi qua cái cửa của thành nhà Mạc rồi. Bây giờ vào rừng cây. Có thể là cái đồi bồ đề nó tốt như thế này, mình cũng sẽ tư vấn cho cháu Sính sẽ dòng lấy một số bồ đề ở trên cái khu vực gần lán trại ấy. Khi nó có đường rồi thì vận chuyển nó cũng dễ. Thì dòng cái bồ đề này rất là nhanh, chỉ khoảng độ 4-5 năm thôi là được thu hoạch rồi. Đây là bồ đề mới có 1 năm thôi mà đã có cây cao mấy mét rồi. Đây, bồ đề rất là nhanh mọi người ạ. Bây giờ thì chú cháu Đồng Hải đã về đến nhà rồi. Ôi giời ơi, chạy như ăn cướp. Đây cái đám gỗ mà hôm tớ test thử cưa với đây. Để đấy này. Đâu rồi, thằng cháu đâu? Ôi. Đâu nhở? Ở đây rồi. Ở đằng sau à? Ô nào. Ông ơi này, ông ơi. Ông ơi, à, ông bà đi bắt ong về này, mua quà cho con này. Đấy, ơi. Đấy, hôm nay bà đi bắt ong nhá, không phải vớ vẩn đâu nhá. Đấy. Bà đi bắt ong đây. Đấy, đấy, hôm nay bà đi bắt ong đấy, không phải là vớ vẩn đâu nhá, nhờ. Bà bắt ong, bà mua quà con đấy. Ừ, thích nhờ. Ôi, con cá này. Bây giờ ủa, hôm nay sợ ong nó nóng phải chạy như ăn cướp. Sính ơi, mà sao cháu chạy nhanh quá Sính ơi. Chắc là đi chậm. Cái này phải để một lúc ấy thả chứ, hay là thả luôn chứ, mà để đi sợ nóng quá nhỉ. Em mình thả luôn mà. Ừ. Muốn tụ luôn đấy. Chung à. Tiền luôn. Đúng luôn. Này học được kỹ thuật rồi thì cố gắng làm sao đừng để nó bốc bay nữa. Để bốc bay nó phí quá nhờ. Con nhờ. Đồ tăng nó này này. Chào ông đi. Chào. Chào nè. Chào nè. Ôi giời. Chào. Ô đây. Đây cũng vẫn đang có này. Tổ này có một ít này. Có một cầu này. Nhập vào đấy luôn đấy. À nhập vào đấy à. Tổ này có một cầu đấy à. Thế mọi người, hôm nay chú cháu mình đi là bắt được 4 tổ me me. 4 tổ me me đấy. Đấy, bà bế đấy nhá nhờ. Bà bế thích không? Ừ, không cần lạ ai để mà, không cần lạ nhưng mà cái đít kia hở ra gì. Tên, ai bế con thế?
quen không? Thói quen không? Mặc cái, mặc cái quần này cho nó. Quần cho em. Quần mặc cho em. Thế ông về rất là nóng nên chú chó mình phải làm công tác thả luôn. Ô, con là con gì đấy? Con ông ấy đấy. Ông ác đấy á? Ừ. Ông ăn thịt đấy á? Ừ. À. Lấy cái quần cho em không? Tùa mất rồi. Nó làm súng bắn chết nó. Ai cũng bảo phải cắt tóc đi. Định để dài để buộc à hay để bán? Để dài để buộc. Mọi người nói quá, nói cái tao đầu quá. Cái lồng để đựng chú ấy. Đây. Ừ. Rong văn rong này. Đây. Chị ơi. Miếng nào cũng được. Cắt cái đó đi. Cắt cái đó đi, ăn cái này thôi. Thôi thôi thôi, cắt đi, cắt đi. Ăn tìm chúa nó để ấy à? Ôi giời. Cho nó ăn. Ghép nó vào là phải nhốt chúa lại nhờ. Mùa này phải cho nó ít cầu đấy chứ phải không? Để cho nó làm cho đầy. Cái này là không bằng anh, chúng mình bỏ cắt như thế này. À. Đấy lại có mấy mũi chúa rồi. Không thấy cái tướng, tướng nó lồng. Hay ở chỗ khác. Đấy à? Cái này không bằng bét nữa. Ô, sao chú bé tí này thế ạ? Ông bé. Chú mini. Thằng ấy tên là gì nhỉ? Con. Dạ rong, rong ăn rong. Rong có biết nuôi ong này không? Còn thằng ấy không có. Hai chú à? Có cái thằng không có cánh rồi. Thằng có cánh rồi. Nó có hai chú kìa. Hai chú nó không chia đàn đi à? Nó giỏi quá, nó đánh chết mất thằng chú già. À, thằng cắt cánh là thằng già hay gì? Nhưng mà thằng trẻ cái gầy lắm. Chứ kiểu nghiện ý. Thằng này là uống rượu nhiều. Chắc là uống là hầu, hầu chớ nhiều. Với cả hầu gia dinh nữa. Đấy là mũ chúa để đấy à? Còn 3 tuổi trên kia lắm mà. Nó vào thùng rồi. Có cầu hết để đấy mà. Đấy coi như là thằng cháu ở Thái Nguyên nó dạy cho tương đối chuẩn nhờ. Nó có cả một đống sách và coi như của ông nội để lại. Tướng gọi luôn chú Lý. Chú Lý không nghe máy thằng gọi nó chú anh kia. Mama. Nhập đúng cái thùng này mới to. Tổ này tổ to nhất phải không? Bây giờ ghép vào thành mấy tổ? 4 tổ. Ghép vào, ghép, nhưng bây giờ là ghép thôi chứ đúng không? Cái này hôm nay tụt dàm nữa đấy. Dàm mấy nắm to bằng bác con rồi. Lúc chạy nhanh đấy à? Không phải đâu, lúc đang chuẩn bị ra từ nhà. À. Bỏ ra ấy, từ rừng về ấy. Nó đá sóc 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 khổ 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 thế về xong là ra nhiều đấy. Đứng vòng vàng xen hết ra thủng này. Mày đi nhanh quá chú không đi theo tay nào theo kịp. Căn bản tại cô ngồi cô sợ không, không dám chứ nếu mà còn mình thì chú vẫn đuổi ở gầm nhưng mà cô không dám. Đi lên đây là cô nhắm mắt lại, cô không nhìn.
nhắm mắt lại thế thì không mà thấy được không? Trên đâu có rúng cái áo thiệt là kỹ, rúng chặt. Như này cô chỉ có mỗi đi buổi trời tối là tốt rồi nhỉ? Đi tối là không nhìn thấy gì mà. Ấy, ôi, nó ra hết ngoài. Vậy lại. Nó có con chúa là nó sẽ không đi. Chúa ở đây mà. Ra thì nhốt lại. Trong túi vẫn còn kìa. Con túi vẫn còn nhiều lắm, cái đen ấy. Có kìa kìa. Nó đang chui to to trong túi ra kìa. Ui, mình sợ lắm. Phải dã man. Đấy, bây giờ vào hết rồi đấy à? Vào nhanh nhỉ? Nó đang ở trên trời kìa. Ủa, thế bây giờ phun khói đấy thì nó chứ làm gì dám về? Hả? Có chứ. Nó ôm cả cái hộp này. Hộp măm măm này nhờ. Hộp thằng Chính này. Thằng Chính với bố này để cái đầu như có tổ quả. Ai cũng kêu lên đây kìa. Thế mà không chịu cắt đi. Cắt nó đi chứ ai để thế. Để họ thành phun rô mất. Chính bảo đang thích làm người rừng. Đàn ông sau khi một hồi hỗn loạn, bây giờ lại đang trở về, đi vào chuồng rồi đây. Thế bên đó bên dưới có gì không? Có chứ. Thế là cả hai đó à? Cái dưới kia không có gì đâu mà. Ở cái dưới không có chứ đúng không? Chứ còn hai cái để nó đánh nhau. Chú nghĩ lần này là phải thiết kế làm một cái dàn chỗ nào cho nó sạch sạch ấy. Cái dàn để đậu ong này này. Ừ, làm ở cạnh ao ấy nhờ. Nhưng mà chó sửa nó rơi ao chết. Lúc nó có điện nó mới rơi chứ còn. Con này điện không đốt nó đâu à. Không, nó nhìn thấy bóng điện nó mới chạy nhảy xuống ấy. Không nhảy đâu. Thế thì rơi ao chết thế nào được. Sợ con tướng nó chạy ra này. Yeah. Cho nó tập bơi đi. Nó tập bơi nó khỏi bị rơi ao chứ. Cái đám ván này ngâm kỹ chưa? Kỹ rồi. Yeah. Đấy, cái ván này nó có vênh đâu nhỉ? Không vênh đâu. Cái ván này nhá, nếu mà không để ở vào dính nước mưa ấy, dính nước ấy thì còn lâu mới hỏng. Mà dính nước thì nó là hay nó mục ngay, nó mục luôn. Mình ngâm mà nó không hỏng nữa. Cái giống cây gỗ gạo này là như thế. Nó được ẩm rất là nó hỏng. Đây mọi người ạ, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem một con gà của giáo Xính mà nó bảo là cái áo của nó chồng nó xé ra rách hết rồi. Đấy. Ừ, khổ thân chồng nó xé rách hết áo. Mọi người thấy không? Đấy, con gà có hai mẹ con. Con lại không bị xé nhưng con mẹ thì bị chồng nó xé rách hết áo. Công nhân xé thật đấy chứ nhỉ. Chắc là con này đi theo dai. Chú cháu mình đi về muộn nên bây giờ là giàng văn rong đang thả dê. Đấy, bây giờ thì cháu Xính bắt đầu ghép cái tổ thứ hai.
trông cái cầu nó yếu yếu nhiều. Con tướng nó bị mỏng, cùn mất tròn. Mất tướng rồi à? Bây giờ làm nào? Tướng là phải lấy ấy ra để đựng vào chứ. Cái tổ bên này mới to ra này nhỉ? Tổ túi đỏ này này. À, tướng đấy phải không? Gà toàn 5 cựa, 7 cựa đấy. Thằng phó đi qua, sợ nó cắn. Tổ này quân ít quá. Nó buồn quá. Chúng nó mất thì sao? Chúng nó mất rồi. Chúng bảnh bảnh. Cho nên nằm im nhỉ? May nó chưa bốc bay đấy nhá. Gà bé cũng thế nhá. Đấy. Con gà rất là đẹp mọi người ạ. Gà này gà nhỏ nhỏ thôi mà cũng 5 cựa, 5 cựa, 6 cựa, 7 cựa. Không biết cái con gà bị chồng xé áo không nhiều cựa không? Đây, đây này, con này nhiều cựa lắm này, vừa đây. Đây xem này. Đấy. Cả một chùm cựa luôn. Thế mới nói là gà nhà này đặc biệt mà. Có gà ít cựa đâu đấy. 6 cựa, 7 cựa luôn kìa. Đấy. Dưới nhà mình đâu có đâu. Thế chứ mà đặc biệt chứ. Thấy không? Chắc nó khỏe hả? Gà này nó tuyệt vời lắm. Nhìn thấy em bảo trời con gà gì mà nhiều cựa. Thế mới bảo là gà nhà xính này toàn gà nhiều cựa mà. Gà tiến vua đây. Ừ. Nó ăn cái bánh nhá, nó lâng lâng bụng rồi. Mọi người xem này. Cái cô tí ăn giỏi thế kìa. Úi giời, ăn giỏi quá này. Ơi, nóng cái sao ấy? Nóng à. Nóng ấy. Mẹ. Nóng ấy nhỏ. Ô. Ô ô ô này. Ơ ơ ơ ơ nè. Ơ ơ nè.
ăn ngoan thế nhỉ? Gần hết bát rồi nhỉ? Nó lại buồn ngủ bắt chứ rồi. Chắc là muốn ngủ rồi. Ừ. Hôm qua đi lấy mật ong này. Cái áo này mà ông rơi đến này. Về cười ông có cười hút gì? Cái áo. Tí cắt sao. Mẹ. Ấy. Ngon thế. Ngon thế. Ôi ôi ôi. Ra chơi bà kìa. Ô. Ô, mi nhỏ me me. Mi nhỏ me me. Mi nhỏ me me là gì? Hỏi xem. Mama. Đòi bố vi. Còn hai tổ này là để đến tối mới ấy phải không? Thế thả phải không? Ôi nó đánh nhau này. Phun cho nó tí rượu vào. Nước nó chết đi. Coi như là nó không bừng mình nữa. Cái tổ bên này lại ngon rồi nhỉ. Tổ bên này im này. Ghép vào cái tổ bên này bị chết chúa. Thế là nó đánh nhau. Đánh nhau ác phết đấy. Nó đánh nhau này tí nữa là nó tùa mất à? Yeah. Bây giờ thì đầu bếp Xính ấy đang chế biến món cá. Về dầu rồi nấu ít cà chua, đừng nấu nhiều quá nó chua ăn là được. Cháu xào riêng mà. Nhưng mà vẫn nấu vừa vừa thôi chứ nấu nhiều quá nó chua. Thế cả cào của chú đâu? Cả cào bỏ chú rủ ấy. Nhưng mà đi đâu? Đi lấy về trong nhà ấy. Để mất. Úi giời, con ong cứ be be vào mình. Ta không thèm đây nữa đâu. Lúc nó lại cắn tao. Ta đánh cho. Ơi, này. Này này em ơi, ôi. Ê. Đó. Thằng này nghịch lắm đấy nhá. Làm như tên. Thế, chuẩn bị dọn hết đi để dọn cho nít. Thấy được rồi. À lấy gậy của bố à? Ăn cắp gậy của bố à? Ừ. Đấy, Xính con này, Xính con ơi, ơi lao là như tên bắn. Chạy vù vù đi. Lao xe ra chỗ mẹ đi. Đang với gậy của bố kìa. Ơi. Đi ác lắm. Đây các bạn ạ, hôm nay thì hết sức là tình cờ thôi nên vợ chồng mình mới lại chạy lên lán của cháu Xính, cái bà xã mình đây. Hai vợ chồng đang ở Hà Giang thì nghe cháu Xính gọi gấp bảo là chú Hải ơi lên đi bắt ong nhanh, thế là lập tức hai vợ chồng lại dắt xe ra chạy lên thì đi lên chỗ Minh Tân. Lên đấy thì cháu cũng đã bắt được 3 tổ ong rồi. Còn có một tổ nữa thì
vợ chồng Đồng Hải mới lên kịp đến nơi. Đấy thì ông cương cùng chú xính ở trên lán nữa nhá. Bây giờ thì cũng đã tương đối muộn rồi, chú cháu mình mới về đến nhà, vừa mới thả được hai tổ ong ra, còn hai tổ nữa thì bây giờ là phải để đến tối nó mới thả, về hai tổ kia tương đối đông, bây giờ thả ra nó đánh nhau sẽ rất là nguy hiểm. Ừ, thôi ăn cơm đi. Đấy, bây giờ thì đến bữa cơm muộn, vợ chồng Đồng Hải với gia đình của cháu xính mời tất cả quý khán giả cùng ăn cơm. Hai rồi mới được ăn cơm. Bao giờ? Bây giờ thì vợ chồng mình đã ăn cơm xong rồi, cháu xính thì chắc là ăn tham hơn hay sao, vẫn còn chưa ăn xong. Công việc là của chú đang bận nên chú không ở đây lại được, nhưng mà đấy hôm khác chú sẽ lên nhá. Đấy, bây giờ cô với chú đi về dưới Hà Giang đã, cũng rất là vui khi cháu đã gọi chú lên để đi lên trên Minh Tân bắt ong. Thì chú cháu mình chỉ có cái công việc này nó mới hợp nhau mà. Thôi bây giờ cô chú đi về dưới kia đây. Thôi chào tạm biệt nhá. Chào tất cả khán giả đang xem video của chú Đồng Hải nhá. Gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, xin chú đi đây. Cô chú về đây nhá. Nào, đây, không chào à? Chào đi nào. Tôi chào. Con em bé này nữa nào. Ôi, chào ông nhờ. Chào vậy vậy nữa. Bye nhá. Bye bye nha, ông về nha, ông khăng lên nha. Rồi, chú về đây. Vâng.